Anh tới lâu chưa? Cũng hơn một canh giờ rồi. Xin lỗi anh nha, tại tôi có một chút chuyện cho nên tôi tới trễ. Không sao, anh chờ em cả đời còn được mà. Quỷ nè. Em, anh nhớ em lắm. Ngồi xuống đây. Sao anh nhìn em dữ vậy? Hôm nay em sức của nước hoa gì sao anh nghe nó thơm quá. Trời, anh không biết đâu, hàng Pháp đó nha. Hàng Pháp hả? Ừ. Sao cái mùi nó lạ lạ vậy? Ủa mà cái loại này là loại gì vậy? Em có mang theo nè. Đưa tay đây. Ủa, nước mắm mà. Gì? Trời. Trời ơi, em có ở ác với ai không vậy? Gì mà nước mắm bỏ vô mùi nước hoa của Pháp vậy? Cái này là con lũa chứ không có ai hết á. Thôi, em đi về nha. Ê, thôi không sao đâu. Kệ đi, mùi nước hoa hay mùi nước mắm gì anh cũng thương hết á. Không có gì đâu. Đâu, thơm thơm. Con lũa hả? Về nhà, biết tài em. Nè, thì ra là cô chơi tôi hả? Cô nói cái gì vậy? Tôi chơi cái gì cô? Đây nè, cô hỡi đi. Không cô thì còn ai vô đây nữa? Ủa, sao lại là nước mắm vậy nè? Tôi không ngờ cô lại là kẻ tiểu nhân như vậy. Nè cô, cô nói cái gì vậy? Tôi là kẻ tiểu nhân rồi nào? Vậy chứ cô không làm thì ai làm? Tôi chai nước mắm kìa, vật chứng đó. Tôi... Nè, có chuyện gì mà sùm vậy đa? Má coi đó, nè. Má coi á, cổ á hả? Cô lấy nước mắm đổ vô chai dầu thơm của con, xong rồi con sức lên người, con đi ra ngoài con gặp bạn bè, con xấu hổ với bạn bè luôn vậy đó. Nè, lần sau con đừng có làm cái trò xấu xa đó nữa nghe. Má, con, con không có. Thôi, con bỏ đi, đi vô với má. Má, con không có thiệt mà. Đi con. Má. Lẽ mình dính thiệt hả?
Trời ơi, sao giờ này cũng chưa tới nữa. Em. Anh. Sao giờ này anh mới tới vậy? Em đợi có lâu không? Xin lỗi nha, anh có việc. Có chuyện rồi nè. Có chuyện gì? Em có thai rồi. Em có thai? Cái thai đó là của anh chứ của ai nữa mà hỏi. Nhưng mà sao em biết chắc đó là của anh? Thì lâu nay em với ông Sanh có ngủ chung với nhau đâu, mà em với anh lại gặp nhau thường xuyên nữa. Không của anh thì còn của ai vô đây? Em giỏi lắm. Như vậy là sắp tới anh sẽ làm cha, em sẽ làm mẹ. Em à, nhưng mà mọi người có ai nghi ngờ gì không? Mọi người á, chưa có ai biết hết. Em thấy trong người không ổn cho nên mới đi khám. Thầy thuốc bắt mạch và nói em có thai hơn một tháng rồi. Vậy thì tốt rồi. Em á thì lo lắm. Tại vì á, hổm rài em với ông Sanh đâu có ngủ chung với nhau đâu. Tự nhiên bây giờ nó có thai thì chẳng khác nào em tự tố cáo mình đi ngoại tình. Chuyện này thì có gì khó đâu. Trước đây em cưới cậu ta như thế nào thì bây giờ em làm y chang như vậy. Như vậy cái chuyện đó chẳng qua là chỉ hợp thức quá cho đứa con này thôi. Nhưng mà có kịp không anh? Thì anh nói rồi đó, bây giờ em chỉ cần mần như vậy là được rồi. Còn khoảng thời gian còn lại anh sẽ nhờ bà Tư giúp cho em. Nhưng mà em chỉ muốn là được ở với anh với con thôi. Với lại bây giờ mình cũng đã có con với nhau rồi. Anh hay là mình Nghe anh nói. Bây giờ em phải cố gắng kiên nhẫn, đợi thêm một thời gian nữa. Bây giờ tụi mình đã có con rồi, em phải nghĩ cho con chứ. Thì tại vì nghĩ cho con cho nên em mới nói như vậy chứ bộ. Em muốn con mình biết được ai mới chính là cha đẻ của nó. Em yên tâm đi, sẽ sớm thôi nha. Bây giờ em thử nghĩ đi, con của mình trước sau gì cũng thừa hưởng cái gia tài của ông hội đồng. Rồi sau này chúng ta sẽ nhanh chóng thực hiện được kế hoạch của mình. Lúc đó anh và em và con sẽ sống hạnh phúc bên nhau, tha hồ mà thừa hưởng cái gia tài đó. Có gì đâu mà em phải lo. Anh á, đúng là tham lam mà. Thôi chết. Sao? Em phải đi về. Em. Cái gì vậy Tèo? Dạ cậu hai ơi, mở ba kêu cậu qua bển, mở có gì muốn nói á. Cậu kêu tao qua có chuyện gì không? Dạ con cũng không biết nữa, mở nói là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Thôi được rồi. Dạ. Ừ.
cô kêu tôi qua đây có chuyện gì không? Anh vô đây ngồi đi. Có chuyện gì? Tại vì em biết là anh với chị Lụa đang không có được vui, cho nên là em mới mời anh qua đây làm vài chén cho đỡ buồn đó mà. Giận anh rồi hả? Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không Lụa? Ông uống trà nha. Con sao vậy? Mai, con bị sao vậy? Đi, con đi qua đây. Coi chừng con Mai đó. Cái triệu chứng này hình như là giống như là nó có thai đó ông. Nhiều khi á, trong người không khỏe cũng thường xuất hiện những triệu chứng như vậy. Muốn biết chính xác hơn á thì phải đi khám thầy mới biết được. Hồi sáng tới giờ con có ăn cái gì bậy bạ không? Sáng giờ con thấy mệt mệt trong người cho nên con không có ăn cái gì hết đó. Ông à, hay là để tôi kêu thằng Tèo gọi đốc tò tới khám cho ông Mai coi làm sao, để xem biết đâu được á hả. Ông trời thương phù hộ cho ông Mai có tin vui gia đình mình nữa hả. Ông, chuyện đó để cho em đi. Em có quen một ông đốc tờ rất là giỏi, để em tới đó mời ông tới đây để khám cho con Mai nha. Nè, con không được khỏe, thôi để má tự đưa con vô nghỉ nha. Dạ. Đi đi con. Cha. Đi đi con. Thưa má. Sanh, hình như vợ con có tin vui rồi đó.
Thôi cả nhà mình ăn cơm chứ ông. Vẻ mặt anh như vậy là sao? Anh cảm thấy không vui khi qua đây chăm sóc hai mẹ con tôi hả? Thôi vậy thôi anh đi đi. Nó đang có thai nên rất hay cao có, khó chịu. Con ráng chịu nó đi nha, vì dòng dõi gia đình mình. Con chào má cả. Con chào má hai. Vô đây, vô đây con. Muội. Dạ. Muội giúp tôi đem vỏ trái cây này mang vô cúng chùa nha. Dạ. Cảm ơn muội. Ủa con, cái tay của con bị sao vậy nè? Dạ không có gì hết má. Con, tại con sơ ý nên để bị phỏng thôi à. Bộ ở nhà có chuyện gì hả con? Dạ không á. Anh Sanh à, anh hiểu lầm con với anh cả. Con thấy buồn quá má. Là vợ là chồng sống chung với nhau bao nhiêu lâu nay mà anh không có tin con. Mà con à, cũng tại thằng Sanh nó thương con quá cho nên mới vậy thôi. Con đừng có buồn nữa. Con đừng có mà suy nghĩ nhiều, cho mọi việc nó nặng nề thêm thôi con. Má thấy trước đây con luôn sống hồn nhiên, vô tư, thẳng thắn, hòa đồng với mọi người. Mà gần đây con sống kiểu như là chịu đựng, ôm trong lòng một cái gì đó, cho nên con cứ luôn phiền muộn ưu tư à. Con cũng không biết nữa. Không hiểu lý do tại sao bây giờ con lại trở nên như vậy nữa má. Con à, quan trọng là con phải biết cái gì tốt cho mình, tốt cho thằng Sanh và tốt cho mọi người xung quanh con. Má nghĩ nếu con quay về sống với cái tính tình như trước đây thì mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều con à. Bà cả nói đúng rồi đó mợ. Con thấy mợ hai ngày trước và bây giờ khác nhau nhiều quá. Con với mọi người á thì thấy mợ hai như ngày trước thì sẽ tốt hơn á, lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, với lại không sợ bất cứ điều gì hết trơn á. Cảm ơn muội nha. Thôi đi vô đi con. Dạ. Nè, Bay á, có bao giờ nghĩ một ngày nào đó má con Bay với thằng Lợi sẽ trở thành người thừa hưởng gia tài của nhậm hội đồng không? Sao má lại nói vậy? Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó hết. Thiệt vậy hả? Nếu phải nói tới người hưởng gia tài thì phải nói tới má Tư mới đúng. Má là một người vừa thông minh vừa tài giỏi. Nếu mà không nhờ có má thì làm sao con với anh Lợi có được ngày hôm nay? Tụi con á sẽ ủng hộ má hết mình. Cô cũng biết cách ăn nói lắm. Nhưng mà cô nói là không thèm tới gia tài thì cũng thật khó tin. Má nghĩ nếu con quay về sống với cái tính tình như trước đây thì mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều con à. Con với mọi người á thì thấy mợ hai như ngày trước thì sẽ tốt hơn á, lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, với lại không sợ bất cứ điều gì hết trơn á. Đúng, mình phải trở lại là mình của ngày trước. Trời ơi, nóng quá à. Trời gì mà nóng dữ vậy không biết nữa. Thì mới đi ở ngoài về, nóng là phải rồi. Ồ mà thôi, trời nóng uống trà nó chắc chết. Sen ơi. Dạ.
Mày lấy cho tao với má Tư ly nước mát coi. Trời ơi, khát muốn khô cổ họng rồi nè. Dạ con đem lên liền. Dạ, con mời bà Tư, con mời mợ ba. Mày lấy cái quạt mày quạt cho tao coi. Nóng quá à. Dạ. Con chào mợ. Đi đâu về mà không thưa không gửi về ai hết vậy cô? Thưa má Tư, con mới về. Ủa, cô đi đâu vậy? Dạ, con đi lên chùa thăm má cả. Con cũng đi có chút xíu thôi à, tại thấy trời còn sớm. Dạo này á, đúng là cô cũng có nhiều cái lý do quá ha. Đi thăm người này, thăm người nọ. Đi thăm gì mà giờ này mới về còn kêu sớm. Cũng còn sớm mà má Tư, tại con có ít đồ đưa cho má cả thôi mà. Hey, cô đừng có quên á, cái nhiệm vụ của cô á là phải chăm sóc má con tôi. Cô có đi ra ngoài như vậy á, lúc tôi cần tôi biết kêu ai. Nè, tôi á là tôi biết tôi có nhiệm vụ lo khẩu phần ăn cho cô, nhưng mà không có nghĩa là tôi là kẻ hầu người hạ của cô. Cô làm ơn đi, cô nhớ cho kỹ nha. Cô, nè cô, cô nói như vậy á là chẳng khác nào cô đang chống đối lại chồng của cô. Chính thằng Sanh nó nói là cô phải có nhiệm vụ chăm sóc cho mẹ con Mai, chứ không phải là tôi hay là ai ở trong nhà này hết trơn á. Má Tư à, con biết là con cần phải làm cái gì cho nó đúng mà. Má đâu nhất thiết phải lôi chồng con ra để mà nói đâu. Trời trời, trả treo nữa hả? Miệng lưỡi của cô cũng sắc bén lắm đà. Nè, tự nhiên tôi thấy thèm cháo bào ngư quá à. Cô xuống nấu cho tôi đi. Thôi được rồi, cô thích ăn cháo chứ gì, tôi sẽ nấu. Khoan đã, cô nhớ thêm nấm đó. Cháo thêm nấm ha, tôi biết rồi. Nè, gì nữa? Cô nhớ thêm chân gà nữa, tự nhiên tôi thấy thèm chân gà. Được rồi, tôi sẽ thêm nấm với chân gà. Vậy ha. Còn nữa, nhớ nấu cháo á không được nhừ quá, không được lỏng quá, cũng không được đặc quá. Nấu sao cho ngon là được. Được mà, tôi sẽ nấu không lỏng không đặc, thêm nấm với lại thêm chân gà nữa. Nè, cô thích ăn gì nữa không? Tôi sẽ làm luôn một thể. Tạm thời cứ như vậy đi. Cô cứ mần như vậy cho tôi, tôi nhớ thêm cái gì tôi sẽ dặn thêm. Được thôi, tôi đi xuống nha. Tư má Tư con đi. Nè. Dạ. Thôi mày đi vô đi. Trời, quạt cái gì mà không mát hết trơn à. Ôi. Má, má có thấy bữa nay con lụa có gì đó khác khác không? Cho dù nó có khác hay là nó muốn giở trò gì đi nữa thì nó cũng không mần sao bằng được đứa con trong bụng bay đâu. Hiểu chưa? Chè đây, chè đây. Dạ thưa cha. Con mời cha với anh ăn chè. Hôm nay con nấu món chè này ngon lắm á. Còn nóng hổi à, cha ăn đi cha. Chè thơm quá. Anh ăn đi. Ngon lắm. Con nấu dưới bếp còn nhiều lắm, cha ăn hết đi rồi con xuống múc nữa nha. Thôi để cha vào trong cha ăn. Hai đứa con nói chuyện đi ha. Gì vậy? Bộ mặt em dính lợn nghẹ hả? Hả? Dính ở đâu hả? Không phải dính lợn nghẹ mà là dính một cái nụ cười. Em nói nghe nè, hôm nay có ăn trúng cái gì không mà sao lạ vậy? Trúng gì đâu. Thật sự chứ, bữa giờ em thấy em gồng quá.
không có thoải mái gì hết á. Kể từ hôm nay em bỏ qua hết đó, em sống lại đúng bản chất của em, như vậy em nghĩ sẽ vui hơn. Ừ, vậy đi cho nó vui. Nè, ăn đi. Cảm ơn nha. Ăn đi cho nóng. Ngon không? Ừ, ngon bất ngờ luôn. Nhưng mà bất ngờ hơn vẫn là em. Anh không thể nào tưởng tượng em đã trở về là em của ngày xưa. Ngon chứ gì. Ừ. Ở dưới bếp còn nhiều lắm, ăn hết đi. Ăn nữa thì xuống dưới lấy à nha. Ừ. Sao hôm nay lại dễ thương lạ thường vậy trời. Tao. Nó nghe. Cậu kêu con hả cậu? Đây. Dạ. Mày thấy mợ hai của mày hôm nay có cái gì đó khác lạ thường lắm không? Con thấy bình thường mà. Có khác lạ lắm. À đúng rồi. Hả? Mợ của con bây giờ. Ừ. Mới đúng là mợ của ngày xưa. Trời ơi, hôm nay tự nhiên mày hát tao thấy hay quá tèo ơi. Hey, con hát cho cậu nghe nữa nha cậu. Thôi được rồi, một câu thôi. Tao đang vui cho nên tao khen mày vậy thôi, mày đừng có hát nữa. Đi vô giùm tao một cái đi nha. Vậy thì con xin lỗi. Tao nói rồi một câu thôi, câu thứ hai là nó trớt quớt hả? Đi vô đi ông nội. Cậu dùng chạy ngon miệng cậu. Thật. Tèo ơi. Dạ. Ra tao biểu. Dạ. Dạ mời. Mày đi con vô phòng á, kêu cậu hai ra đây cho tao. Dạ. Có chuyện gì mà kêu tôi ra đây vậy? Anh uống nước đi, ngồi đây nói chuyện với tôi một chút. Tèo. Dạ. Mày đi xuống dưới á, hỏi mợ hai mày nấu cháo cho tao xong chưa. Dạ. Anh Sanh nè, anh đặt tên con mình là gì chưa? Chưa. Dạ, cháo của mợ. Mợ hai mày đâu? Sao mày bưng? Dạ... Tôi đây. Cô nấu cháo thì cô phải bưng lên chứ, mắc gì kêu con sen. Nè, cô nhờ thì tôi mới mừng nha. Cô phải nhớ cho kỹ đó. Tôi là lớn, cô là nhỏ. Cô... gì mà nấu lặt nhách lặt nhẽo à? Bào ngư thì dai nhách, thôi đi xuống nấu lại đi. Sen, đem xuống. Dạ. Giùm tôi đi. Cô đừng có quá đáng như vậy chứ. Tôi á đang mang trong bụng đứa con của anh nè, sao không bao giờ tôi thấy anh quan tâm đến tôi và con hết vậy? Suốt ngày cái bên chầm chập cái con lụa đó, anh nó coi tôi ra cái gì đâu hả? Thậm chí á, cái tên còn không đặt nữa. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, cái gì mà mặn lè vậy? Cô mới nói với tôi là lạc, tôi mới bỏ thêm muối vô rồi bây giờ cô còn chê nữa là sao? Bộ cô muốn giết mẹ con tôi hả? Làm chén cháo mặn lè ai mà ăn cho được? Không nấu được thì thôi, còn nói này nói nọ nữa. Thôi thôi đi xuống nấu lại đi. Nè, tôi chỉ có biết nấu như vậy thôi nha. Nếu mà cô muốn ăn cho vừa miệng á, thì cô đi xuống bếp mà tự nấu đi. Cô... Anh Sanh, anh phân xử cho rõ ràng đi. Anh coi nó cô ta sai mà còn dám cãi tôi nữa. Tôi thấy lụa nó đúng đó. Khẩu vị của cô đặc biệt quá. Nếu cô muốn ăn sao thì cô tự xuống cô nấu cô ăn đi. Là khỏi phiền ai hết.
Có ai muốn bôi thuốc giùm tôi không? Có. Thuốc nằm đâu vậy? Thuốc đây. Rồi đấy vợ. Hết rồi. Hết đau rồi ha. Cảm ơn nha. Không có gì đâu. Đi ngủ. Rồi anh ngủ ở đâu? Thì mấy người muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Thôi tối nay mình thức đi đừng ngủ. Nhiều chuyện quá. Tắt đèn đi. Đừng lên vợ. Tao sẽ cho mày biết tai. Để coi á, mày có còn được ở trong căn nhà này mãi mãi hay không. Sao vậy hả? Mau kêu người, kêu bà mụ tới đây nhanh lên. Dạ. Em sao rồi? Dì có sao không? Ây da, đau quá. Mai, ráng đi con. Đau quá. Mai, ráng đi con. Ráng nha. Ê khoan đã. Khoan đã, đừng kêu. Chắc không kịp đâu. Hay là để cho con đỡ đẻ cho Mai nha. Nhưng mà em đã từng đỡ đẻ cho ai chưa? Người thì chưa, nhưng mà em đỡ đẻ cho heo rồi. Hả? Heo cũng giống như người mà. Trời, gấp lắm rồi. Trời ơi, đi kêu bà mụ đi, tôi chứ không phải heo. Đi đi. Trời ơi, không kịp đâu. Bây giờ mọi người ra ngoài hết đi. Mau lên, không kịp đâu. Cẩn thận nữa nha. Kêu bà mụ. Đi đi. Ráng lên kêu nè con. Đi. Thôi mình đi mất. Sen ơi. Sen. Đi lấy kêu. Lấy cái lại khăn cho tôi nha. Đau quá. Nè. Kêu bà mụ. Nằm xuống đi. Không kịp bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Sao con? Con lo quá. Con lũa đó đỡ đẻ được không con? Con cũng có biết đâu. Trời ơi trời. Trời ơi, cái thằng quỷ tèo. Đi kêu bà mụ đỡ đẻ mà lâu quá. Ông ơi, cậu ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, xanh rồi. Hả? Chúc mừng ông. Là con trai ông ơi. Chúc mừng cậu. Cảm ơn con. Ông ơi. Con được làm cha rồi. Ông ơi. Tới rồi ông ơi. Ai tới? Dạ, bà mụ. Khỏi. Nè. Cầm tiền này ra thưởng cho bà mụ luôn. Đi. Bà có làm gì đâu mà thưởng bà hả ông? Tao kêu thưởng là thưởng. Xanh rồi. Mà mày xanh rồi. Đi ra thưởng đi. Con chúc mừng ông. Đi đi. Con chúc mừng cậu. Yeah. Vô lo cho mợ. Đi vô lo cho mợ đi. Trời ơi, con được làm cha luôn rồi. Để con vô phòng. Con coi con của con. Nè anh có nhớ không, hồi xưa em mượn cái xuồng của anh để em chở Gia Bảo đi chơi đó. Tự nhiên cái xuồng nó bị lủng, nước tràn như quá trời luôn á. Thật ra cái xuồng em bị lủng lúc đó là do anh làm á. Cái gì?
Làm sao mà anh để cho em và Gia Bảo hẹn hò thành công được? Hay quá ha. Bởi vậy gậy ông đập lưng ông chứ gì. Con Mai với thằng Lợi đang âm mưu dùng đứa con để phá kế hoạch trả thù của mình. Mình sẽ không cho tụi nó được toại nguyện đâu. Dù gì nó cũng không phải là giọt máu của gia đình này. Sen. Dạ. Bây đang mận gì đó? Dạ con đang nấu canh sâm cho mợ ba nè bà. À, vậy hả? Tự nhiên bữa nay bà thèm ăn trứng quá. Nhà mình còn trứng không con? Dạ trứng hả bà? Ừ. Hình như gà nhà mình mới đẻ hả bà? Để ra lấy trứng cho bà nha. Bà muốn ăn bao nhiêu vậy? Lấy cho bà 2 trứng nha con. À khoan đã, con ra con lấy xong rồi đem vô luộc rồi đem lên phòng cho bà nha. Dạ ừ, dạ. Bà đi trước nha con. Dạ. Mợ ơi mợ, canh sâm của mợ này mợ. Ừ. Sen để đây nha mợ. Ừ. Sặc sữa mà cũng không biết nữa. Hả? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Hả? Đường má ẩm. Nó bị sặc sữa rồi má ơi. Trời ơi, sao nó tím ngắt như vậy? À, chết rồi. Mau gọi doctor mau. Kêu doctor mau lên. Sự việc lần này thật là nghiêm trọng. Xem chút nữa là thằng nhỏ đã mất mạng rồi. Bản thân làm mẹ, trách nhiệm của một người mẹ không tròn
để cho con của mình lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy. Không thể nào chấp nhận được. Ông à, sự việc xảy ra không có ai mong muốn hết. Mà con Mai á, nó lại càng không mong muốn chuyện đó. Mẹ cho con bú mà dẫn tới cái tình cảnh để con sặc sữa như vậy. Xem chút nữa là thằng nhỏ mất mạng rồi. Cũng may là có con lụa kịp thời đó. Không thì... Cha, con xin lỗi. Con chỉ... Bắt đầu từ nay, thằng Thịnh á, giao cho con lụa chăm sóc. Cha, cha, đó là con của con mà. Không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thì đứa nhỏ ở với con không an toàn chút nào. Con không đồng ý đâu cha. Tuy rằng nó là con trai, con của con, nhưng mà nó cũng là đứa cháu đầu tiên của gia đình này. Cha bảo vệ cháu, buộc lòng cha phải làm vậy. Cô nên làm theo lời của cha đi. Tôi cũng đồng tình theo ý của cha. Cha ơi, cha ơi, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu cha. Ông à, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Ông không thể chỉ vì sai phạm lần đầu mà ông lại đánh đồng mọi thứ như vậy được. Với lại thằng Thịnh nó cũng đã quen hơi mẹ nó rồi, đâu có dễ gì mà một sớm một chiều ông dứt nó ra được. Tôi tin á, là con lụa nó sẽ chăm sóc thằng nhỏ thật tốt. Thôi, chuyện này chấm dứt ở đây. Lụa à. Dạ thưa cha. Con phải chăm sóc tốt cho thằng nhỏ. Dạ. Cha con đã nói như vậy thì coi như là mệnh lệnh rồi, không ai dám cãi hết. Bây giờ tạm thời con nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi chuyện gì sau này hẳn tính. Ừ. Con xin phép cả nhà. Đi em. Cô giỏi lắm. Hai người thắng rồi đó. Cẩn thận nha. Cha thương con nhất nha. Nhất nhất à. Nín 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 nín. Ngủ ngủ đi con. Hãy ngủ ngủ cho ngon. Con không chịu nín kìa. Thôi mộng luôn đi. Dỗ không chịu nín kìa. À. Từ. Em đưa lên giọng. Đưa đi. Nằm đây nha. Hình như từ lúc có con rồi thấy em vui hẳn lên ha. Cái mặt nó thấy cưng quá à. Nè, bộ anh ganh tị với con á hả? Còn gì nữa, từ lúc có con tới giờ hình như tôi thấy không thèm đếm xỉa tới tôi luôn. Cho tôi ra rìa luôn rồi phải không? Ganh tị hả? Ganh tị chứ sao nữa không ganh tị. Chăm sóc cho con không chăm sóc cho tôi. Giờ muốn bận rộn phải không? Muốn. Phụ em kìa, nguyên đống tả ngoài kia kìa. Giặt giùm em đi, giặt hết cái đống đó là hết buồn liền à. Đi đi. Thiệt hả? Thiệt. Thôi, họ không giặt đâu. Đứa coi con được rồi. Vậy thôi nha, vậy đừng có so bì nữa nha.
sao cũng được hết. Thiệt bực bội. Ngủ ngay nha con. Thấy cưng quá. Ngủ đi con. Ngủ đi con. Dạ thưa mợ. Mợ bà có nhân tình đó. Mình có nên nói cho anh Sanh biết chuyện này không ta? Nhưng mà nếu như anh biết chuyện này, không biết rồi vậy ấy sẽ ra sao đây? Bé Thịnh sẽ như thế nào? Không được, nếu như không nói, hậu quả sau này sẽ như thế nào đây? Chẳng biết phải làm sao nữa. Tối nay thằng Sanh đi cồn bên chưa về, hãy tranh thủ làm trong đêm nay đi. Vô đi. Dạ. Đêm nay mày cứ theo kế hoạch mà làm. Nhất định phải bắt cóc cho được thằng Thịnh, đem ra ngoài xử lý cho tao. Nhớ, tạo hiện trường giả để đổ tội cho Lụa. Chắc chắn không để lại dấu vết nào, biết chưa? Dạ, cậu cả cứ yên tâm. Nói gì chứ cậu cả đã kêu con làm là con sẽ làm sạch sẽ, gọn gàng. Cầm lấy. Nè, làm xong việc này phải biến khỏi đây mãi mãi. Nếu như tao gặp mày một lần nữa, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu, mày biết chưa? Dạ, cậu cả cứ yên tâm. Với số tiền này là đủ để con sống suốt đời rồi. Đi đi. Cậu cả con đi. Đi đi. Mọi việc cậu định sao rồi? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ mà thôi. Tốt lắm. Ngủ đi con, ngủ đi. Tịnh ngoan ngủ nha.
Con ngủ chưa lụa? Con chưa ngủ hả con? Mày đừng có trách tao. Mày có trách á là trách mày đậu thai nhầm nhà, nên mày phải đi đậu thai lại, nghe không? Nhờ mày có cổng dây này nên tao mới cho mày nằm ở trên bờ. Đáng lẽ tao cho mày nằm ở dưới nước, lạnh lẽo, chết mày thành con ma lạnh. Mày ở lại đây nha, có đậu thai á thì đậu thai sớm sớm, kiếm nhà khác mà đậu thai đi. Kiếp này á mày đậu thai nhầm nhà rồi nên mày phải chịu như vậy. Tao đi ạ. Nè, kỳ này á, tao ráng giúp tụi bay đầu thai sớm nghe. Mai mốt á, kiếp sau á, có đầu thai á, ráng kiếm cái con thú nào á, đầu thai cho nó sướng. Thí dụ như là sư tử, cọp, beo. Nhớ chưa? Ủa, cái gì kêu đâu đây à? Không lẽ con ba? Ma ơi, mày đừng có giỡn, nhát tao nghe. Ôi trời ơi, con đứa nhỏ thiệt. Ê, mày là ma hay là người vậy?
Ui, ui, là đứa bé thiệt rồi. Đứa bé thiệt. Có ai đây không? Có ai đây không? Có ai đây không vậy? Có đứa nít nào rồi? Ai bỏ ở đây nè? Thôi, nín đi, nín đi. Nín đi, nín đi. Thôi được rồi ha. Bây giờ tao mang mày về nhà, có gì tao tìm ba má mày sau ha. Ha. Trời ơi, mày đừng có khóc, mày khóc lớn quá rồi người ta nghe được. Rồi người ta chạy tới đây, người ta tưởng tao bắt cóc mày, rồi người ta quánh tao chết luôn á. Đừng có khóc nữa nha. Nghe. Thôi tao mang mày về nhà. Trời ơi, thiệt tình. Ôi, đừng khóc. Nè, dạ, nè, sao rồi? Con làm y như là cậu dặn. Mày có chắc là không ai thấy mày không? Trước khi con làm, con quan sát rất là kỹ. Không ai thấy hết thì con mới làm. Cầm lấy đi. Nè, biến khỏi cái cù lao này cho tao, biết chưa? Dạ, cảm ơn cậu. Đi đi. Ủa mà cậu, con biến khỏi cù lao này là con đi đâu? Mày đi đâu kệ mày. Đi đi. Đi. Thank you.